Chào các bạn đến với web giải trí News. Hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật về những diễn biến mới nhất liên quan đến con trai cả của Tôn Bằng, Nhất Dương và sự quyết định sống cùng mẹ kế hàng du mục. Nhất Dương, con trai cả của Tôn Bằng, vừa có động thái gây chú ý trên mạng xã hội sau khi quyết định sống cùng mẹ kế hàng du mục, bỏ lại cha ruột. Sự thay đổi này khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là khi Nhất Dương đăng tải một video biến hình trên TikTok kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý, hy vọng mọi chuyện trong tương lai sẽ tốt hơn nhiều người xem đây như là một lời đá đều nhắm vào tôn bằng phản ánh tình hình gia đình và những gì nhất dương phải trải qua nhất dương và em trai dịch dương đã chính thức chuyển đến sống cùng hằng du mục ngay trước khi cô ra tòa cả hai anh em đã chọn sống cùng gì thay vì cha ruột một quyết định cho thấy sự gần gũi và lòng tin mà họ dành cho hằng du mục tôn bằng hiện không được phép đến gần hằng và các con theo lệnh của tòa án hằng du mục đã thể hiện sự ủng hộ và yêu thương đối với nhất dương và dịch dương đặc biệt là khi Nhất Dương thể hiện niềm vui khi chuyển đến nhà mới cùng gì, cậu cho biết mình rất háo hức về việc có phòng riêng và dự định mua máy tính để tập edit video. Đây là một dấu hiệu cho thấy Nhất Dương đang dần hòa nhập vào môi trường mới và tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống. Trước khi quyết định sống cùng Hằng Du Mục, Nhất Dương và Dịch Dương đã chứng kiến những tình huống khó khăn và tổn thương từ Cha Ruột. Hằng Du Mục nhiều lần bênh vực hai anh em khi họ bị chỉ trích vì không bảo vệ gì. Tính cách nhút nhát của Nhất Dương và tổn thương tâm lý từ nhỏ đã khiến cậu không dám phản kháng trong những tình huống khó khăn. Những nỗ lực và sự hy sinh của Hằng Du Mục không chỉ giúp hai anh em tìm thấy sự an toàn mà còn giúp họ hòa nhập vào cuộc sống mới ở Việt Nam. Nhất Dương hiện đã trở nên vui vẻ hơn, tham gia vào các hoạt động cùng dì và dần trở nên giản dĩ hơn. Cậu cũng bắt đầu học tiếng Việt và được kỳ vọng sẽ trở thành một idol top top tiềm năng trong tương lai. Trước khi có những động thái mới này, Nhất Dương và Dịch Dương đã có một tuổi thơ không mấy êm đềm, như Hằng Du Mục đã chia sẻ trong một bài đăng gần đây. Những trải nghiệm đau lòng trong quá khứ khiến cả hai anh em càng thêm quý trọng sự ổn định và hạnh phúc hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi web giải trí News. Hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị từ thế giới giải trí. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về Hằng Du Mục và các nhân vật liên quan. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.